Em chào anh chị ngày cuối tuần, hôm nay chủ nhật rồi, cũng là ngày nghỉ của chúng ta rồi. Em cũng chúc cho anh chị có một cái ngày nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì hôm nay em cũng lang mang một chút xíu về cái vấn đề mà chăm sóc cái mầm gốc, sử dụng phân sao cho nó hợp lý. Thì em cũng làm một cái đoạn clip ngắn để chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân đến với cả nhà. Thì hôm nay ở trong vườn đây anh chị quan sát, em cũng đã cho tất cả các túi phân em đóng xong là bây giờ cho lên chậu hết rồi. Thì anh chị lưu ý khi mà cho cái túi phân đây lên trên chậu á, là anh chị lưu ý là một cái điều quan trọng là anh chị phải tưới đó, tưới cho thật đẫm đó. Khi mà anh chị tưới thật đẫm á, là khi mà phân nó tan tan ra á, là nó khi mà thẩm thấu vô trong rễ á, vô trong giá thể là nó không bị thui chột các đầu rễ khi mà anh chị tưới nước qua. Thì sử dụng cái túi phân này cũng là một điều rất là có hại cho cây, cho nên anh chị lưu ý. Đây mà cả nhà mình ngắm cây với em một chút xíu cho vui. Vừa nghe em đi cũng quay đi quẩn lại cũng vài cái cây đây thôi. Còn phía dưới đây anh chị quan sát, em trồng những cái cây nhỏ đây, trồng những cây nhỏ bây giờ nó cũng cũng phát triển cũng ổn rồi, bây giờ cũng lên mầm gốc hết trơn rồi đó. Nó lên mầm gốc anh chị thấy chưa? Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay á, em chia sẻ một chút xíu về cái kinh nghiệm để chăm sóc những cái mầm gốc như đây á, là anh chị lưu ý bây giờ nó mới được sinh ra thì nó hấp thụ dinh dưỡng từ thân mẹ đó. Anh chị nhìn cái thân mẹ cũng mở màng, cũng cũng lớn này chứ không đến nó nổi gì là nhỏ đâu. Đây thân mẹ nó nuôi thì cái mầm gốc bây giờ á, là nó đã cũng đạt được tầm khoảng 7 cm nè, tầm đây là khoảng 7 5 tới 7 cm nè. Cho nên là khi mà nó phát triển như đây á, là mình cho ăn phân là hợp lý nhất đó. Mình cho ăn phân thì anh chị cũng biết rồi, trên thị trường có rất là nhiều loại, nhưng mà em khuyên anh chị á, những cái mầm gốc như đây á, là mình chăm sóc cho ăn thật là loãng so với là chỉ định. Ví dụ như anh chị sử dụng 30 10 10 á, thì em được biết á, là trên sản phẩm 30 10 10 của GrowMore là nó có cái hàm lượng nó cho phép là 1 gram với 1 lít nước, thì anh chị cho lại là 2 phần 3 của 1 cái gram đó thôi đó. Anh chị pha với 2 lít nước, mình pha với tỷ lệ cao hơn cho thật loãng, để làm gì? Để cái mầm gốc đây á, nó làm quen với phân đó, nó làm quen với phân, cũng như mình cho trẻ con nó ăn ăn dặm thôi. Ăn dặm thì mình cho nó làm quen với lại thức ăn, thì mình cho ăn vừa phải thôi đó. Mình cho ăn là vừa phải, không phải là phun ào ào đó là không được. Là nhiều lúc cái mầm gốc nó không hấp thụ được phân là nó cháy luôn cái mầm gốc, là coi như là bỏ luôn 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 đó, là nó cháy là nó thui là nó đứng lại luôn chứ nó không có đi nữa. Đây như anh chị quan sát mấy hôm trước em quay á, thì mầm gốc đây còn rất nhỏ, thì bây giờ nó đã lớn nè. Em chưa cho ăn một cái loại phân gì hết, nhưng mấy thằng đây là em bỏ vào trong bình xịt kiến của em, làm xịt em chỉ có là cho nó ăn B1 với lại nha đam loãng thôi, là nó bây giờ nó cũng đã phát triển bình thường rồi, mình không cần phải nhiều. Bên trên đây là có một túi phân tăng chậm rồi, bộ rễ khỏe, cây khỏe là nó ổn định, là nó ăn cái phân tăng chậm để nó nuôi nuôi câu nó cũng được rồi. Mình đừng có quan trọng là phải phun phân liền, phun phân liền là nguy hiểm. Đây anh chị quan sát cái mầm gốc này, nó rất là bé, nó nhỏ lắm, chút xíu đó chứ mấy. Như đây là mình chưa cho phân. Vào điều lưu ý thứ hai á, là những cái mầm gốc đây á, nó sinh ra bây giờ là nó mới thích nghi về cái môi trường bên ngoài đó, nó thích nghi với lại cái môi trường bên ngoài rất là kém. Cho nên anh chị là lưu ý là nếu mà mầm gốc đã lên rồi, là anh chị có tưới cho cây á, là anh chị lưu ý là vào sáng sớm hoặc là chiều mát anh chị tưới. Chứ thời tiết mà buổi trưa ở đây, là thời tiết đây bây giờ nó nắng ấm rồi, cho nên là anh chị tưới vô nó cũng 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 không tốt đâu.
nhiều lúc nó trái ngọn là trái trái ngọn của cái mầm gốc đây là cũng không được hay lắm. Và cái điều lưu ý thứ ba là anh chị lưu ý khi mà chăm cái mầm gốc đây á, anh chị muốn nó phát triển tuyệt đối á, là mình lưu ý là mình không nên dùng bất kỳ các loại thuốc kích nào để kích hoa trên thân. Có hoa thì mình chơi, còn không có hoa thôi chứ mình đừng có cố quá là thành quá cố đó anh chị. Đó, mình sử dụng thuốc kích đây cũng ảnh hưởng tới mầm gốc nha, ảnh hưởng mầm gốc cực kỳ ảnh hưởng luôn. Đó, ví dụ như mà thuốc mà anh chị dùng quá tay là cũng ảnh hưởng tới cái mầm gốc, là nó ảnh hưởng tới là anh chị thấy ví dụ như nó đang phát triển bình thường như đây đó, anh chị sử dụng thuốc kích một phát thì nó ra không ra hoa mà nó ra kỳ trên thân. Đó, ví dụ như nó ra kỳ trên thân thì buộc cái mầm gốc đây á phải đứng lại, nhường lại cho cái cây thiên thần nó đi. Đó là một tác hại mà ít có ai mà hình dung ra được lắm, ít có ai nói ra được cái điều này lắm. Tại vì rằng anh chị phải đủ trình độ, đủ cao siêu ra đó mình mới chăm sóc được, vừa là cây thiên thần đó, khi mình kích ra là nó đã chạy thuốc rồi, cây thiên thần để làm rễ trên thân và mầm gốc phát triển tiếp tục, thì đó là cả một quá trình chăm sóc rất là công phu mới được. Chứ còn mà anh chị không biết là anh chị kích trên thân á, là anh sẽ gặp tình huống là cái mầm gốc nó đứng lại và cái cây trên thân nó phát triển mà mầm gốc không đi được xe nào hết, nó đứng ngang luôn. Đó là một điều rất là sai lầm. Mình chơi cái cây gì cũng vậy thôi, nhiều lúc á họ quảng cáo phân thuốc nhiều quá, đó họ quảng cáo phân thuốc nhiều quá làm cho trong quá trình chơi của mình á là nó bị phân tâm. Khi mà bị phân tâm rồi á là anh chị không nghĩ gì đến cái hậu quả của nó hết, tại vì anh chị thấy cái kết quả của họ đẹp quá mà hay quá, cho nên mình làm theo mà vô tình á kỹ thuật chăm sóc của mình chưa có, tại vì mình là người mới chơi cho nên là không tránh khỏi được những cái mà tình huống xấu, nhưng mà mình chưa gặp bao giờ thì cái cách xử lý của mình gặp là rắc rối rất là lớn đó. Thì qua đây em cũng chia sẻ chút xíu cái kinh nghiệm đó, thời gian qua là em chăm sóc cái mầm gốc như thế nào thì em chia sẻ đúng y như là em đã nói trong video clip đó, thì anh chị xem tham khảo đó. Mọi người có cách nào chăm sóc nó hay hơn thì cứ bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau là chăm sóc cái cây phi điệp đây cho nó có một cái mùa vụ thật là tuyệt đối đó. Như anh chị thấy em chăm sóc rất là nhàn, thì bây giờ bộ rễ anh chị nhìn thấy đã không, cái cây này nó rất là khỏe. mình chăm sóc để có bộ rễ cái cây cái mầm gốc nó ra như đây á, mà nó có bộ rễ khỏe như đây á, nếu mà mình nói mình chăm á thì chỉ là một phần thôi, còn 9 phần còn lại á là nó lệ thuộc vô trong cái thân mẹ của nó lệ thuộc vào trong cái bộ rễ của nó và lệ thuộc cả cái giá thể của cây nữa. Giá thể cây sạch sẽ thì bộ rễ nó ra, nó đi ra được tới đây á là nó thật sự là tốt, thật sự là khỏe cây. Chứ còn mà anh chị đầu năm anh chị không thay giá thể cũ nát cũ rồi, còn không thì anh chị là sụp giá thể cho nó thiệt là sạch, thì cái mùa vụ của anh chị không bao giờ đạt được một cái gì để cho mình như ý mình hết đó. Cho nên là em chia sẻ một chút xíu cái kinh nghiệm về cái cách chăm sóc cái mầm gốc và lưu ý để dùng phân thuốc để cho nuôi cái mầm gốc nên nó hiệu quả hơn. Thì đêm hôm qua em cũng tranh thủ thời gian lên trên vườn bắt ốc á, là em có quay một cái đoạn clip ngắn cho mọi người xem, mọi người thấy con ốc nó tới, cái mầm gốc nó vừa sinh ra là tới nó ăn liền, nó ăn ngay lập tức luôn đó. Nếu mà mình không chủ động về cái việc mà bắt sen bắt ốc, ngừa sen ngừa đồ á, thì cái mầm gốc của mình sẽ không được ổn định đó. Và tất cả đều dùng là cái chữ hạn thôi, hạn năm sau, hạn tháng sau, thì tất cả mọi cái đều là chậm hết. Là cho nên là em cũng cân nhắc với mọi người một chút xíu trong video clip. Thì mọi người xem video clip thứ hai cho em nút like, nút đăng ký để em có động lực để làm những clip tiếp theo, hoặc là anh chị chia sẻ cho những người cùng chơi với mình để họ được biết nhiều hơn về cái kinh nghiệm chăm sóc. Em xin phép kết thúc video và chúc cho anh chị luôn luôn mạnh khỏe, bình an, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em xin phép kết thúc video và chào anh chị, hẹn anh chị clip sau.